Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả của Đài truyền hình Việt Mỹ Television. Kính thưa quý vị, và bây giờ kính mời quý vị theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Phần tin tức của Đài truyền hình Việt Mỹ gồm có các bản tin chính như sau. Triều Tiên thử vũ khí mới 4 loại không châu khỏi đàm phán. Hoa Kỳ áp đặt chế tài mới lên Cuba và Venezuela. Tổng thống Donald Trump cho phép khởi kiện các công ty ngoại quốc kinh doanh ở Cuba. Công bố báo cáo Mueller chỉ ra các việc ông Trump cản trở điều tra. Ông Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng Triều Tiên giữa tin đồn về sức khỏe. Và sau đây là phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, mở đầu là phần tin thế giới. Đợt hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên của Hồng Thập Tự đến Venezuela. Một đại diện của Hồng Thập Tự và một tòa nhà lập pháp cho biết, đợt hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên từ Hồng Thập Tự nhằm xoa dịu một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng ở Venezuela đã được chuyển đến nơi vào hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 4. Đợt hàng này được chuyển đến để giúp các bệnh viện đối phó với tình trạng thiết bị và mất điện thường xuyên. Nhiều người cho rằng đợt hàng viện trợ này chỉ là một biện pháp xoa dịu tạm thời cho Venezuela, nơi hơn 3 triệu người đã trốn chạy khỏi tình trạng hỗn loạn do siêu lạm phát cùng nạn thiếu lương thực cũng như dược phẩm kinh niên. Tuy nhiên, nhà lập pháp đối lập Miguel Pizarro cho rằng việc chính phủ của ông Maduro không có hành động can thiệp đối với việc hàng viện trợ là một bước tích cực và sẽ có thêm nhiều chuyến hàng được chuyển đến trong những ngày tới. Kể từ tháng Giêng năm nay, Venezuela rơi vào thế bế tắc chính trị khi ông Juan Guaido, nhà lãnh đạo quốc hội Foye do phe đối lập kiểm soát, đã dẫn hiến pháp quốc gia đảm nhận chức tổng thống lâm thời, đồng thời tuyên bố rằng cuộc tái đắc cử của ông Maduro vào năm 2018 là bất hợp pháp. Thưa quý vị, Nhật Bản và Hoa Kỳ tổ chức các cuộc đàm phán thương mại thẳng thắn. Vào hôm thứ Hai ngày 15 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nhật Bản cho biết ông vừa tham gia những cuộc đàm phán thương mại thẳng thắn và tốt đẹp với người đồng cấp của Hoa Kỳ trong vòng đàm phán đầu tiên giữa hai quốc gia. Cuộc họp này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Shinzo Abe đã đồng ý vào tháng 9 năm ngoái để bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại trong một thỏa thuận giúp bảo vệ các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản khỏi các mức thuế tiếp theo trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, thưa quý vị. Và Tổng thống Donald Trump từng nói có lẽ rằng Tổng thống không hề hài lòng với thặng dư thương mại 68 tỷ Mỹ Kim của Nhật Bản với Hoa Kỳ. Phần lớn trong số này là từ xuất cảng xe hơi và Tổng thống muốn có một thỏa thuận hai chiều để giải quyết vấn đề này. Khi trả lời phỏng vấn với các phóng viên, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Toshimitsu Motegi cho biết, phần lớn cuộc họp này đã kéo dài 3 giờ với đại diện thương mại Hoa Kỳ là Robert Lighthizer đều tập trung vào vấn đề hàng hóa. Ông AB nhấn mạnh rằng khuôn khổ mới sẽ là một hiệp định thương mại về hàng hóa hoặc TAG, chứ không phải là một hiệp định thương mại tự do trên phạm vi rộng hơn bao gồm các khoản đầu tư mà dịch vụ cũng của Nhật Bản từng chống lại, thưa quý vị. Và tin nói về Triều Tiên thử vũ khí mới muốn loại ông Pompeo khỏi đàm phán. Thưa quý vị, Triều Tiên hôm 18 tháng 4 nói rằng họ đã thử một loại vũ khí chiến thuật có chiều hướng trong cuộc thử nghiệm đầu tiên sau gần nửa năm qua, và họ cũng yêu cầu Washington loại bỏ Ngoại trưởng Mike Pompeo khỏi các cuộc thương lượng về hạt nhân. Vụ thử vào hôm 18 tháng 4 dường như không phải loại tên lửa tầm trung và tầm xa bị cấm mà có thể phá hỏng các cuộc thương lượng, cho phép Triều Tiên phô diễn với người dân của họ rằng đất nước này đang đẩy mạnh phát triển vũ khí, đồng thời trấn an các quan chức quân sự trong nước, những người lo ngại rằng ngoại giao với Washington báo hiệu sự yếu kém.
Trong một động thái khác, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc ông Pompeo đã hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Vào tuần trước, người đứng đầu Triều Tiên nói rằng từ giờ đến cuối năm nay, Washington cần đưa ra các điều khoản có thể chấp nhận được đối với cả hai phía về một thỏa thuận nhằm cứu vớt các hoạt động ngoại giao về vấn đề hạt nhân. Cả yêu cầu loại bỏ ông Mike Pompeo khỏi các cuộc đàm phán lẫn thử vũ khí đều cho thấy sự bất mãn của Triều Tiên đối với các cuộc đàm phán đang bế tắc. Trong một tuyên bố được đưa ra trên danh nghĩa là của ông Kwon Jong-un, vụ trưởng vụ Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Triều Tiên đã cáo buộc ông Pompeo nói với vớ vẩn và làm mọi người hiểu sai về những lời phát biểu của ông Kim. Trong bài phát biểu tại Texas A&M vào hôm 15 tháng 4, ông Mike Pompeo nói rằng ông Kim hứa sẽ phi hạt nhân hóa trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Donald Trump và rằng các quan chức Hoa Kỳ đang làm việc với Triều Tiên để vạch ra một lộ trình để chúng ta có thể đạt đến đích. Liên quan đến Hoa Kỳ đồng ý hỗ trợ máy bay F-16 cho Đài Loan trước sức ép từ Bắc Kinh. Thưa quý vị, và tin tiếp theo cho biết là thông báo của Ngũ Giá Đài về chương trình ước tính trị giá là 500 triệu Mỹ Kim được đưa ra khi Đài Loan có hành động tăng cường phòng thủ trước sự bành trướng quân sự ngày càng gia tăng của Bắc Kinh. Một tuyên bố của Ngũ Giá Đài cho biết là Bộ Ngoại giao đã phê duyệt việc bán chương trình đào tạo phi công, bảo trì và hỗ trợ hậu cần cho máy bay F-16 tại căn cứ không quân Luke ở Arizona. Bắc Kinh xem Đài Loan là một tỉnh cứng đầu cần phải quay về kiềm quyền kiểm soát của Trung Cộng và họ sẽ dùng vũ lực nếu cần thiết. Trung Cộng đã tăng cường áp lực lên hòn đảo này kể từ khi bà Thái Anh Văn thuộc đảng Tiến Bộ Dân Chủ ủng hộ độc lập trở thành Tổng thống Đài Loan năm 2016 và từ chối chấp nhận nguyên tắc một Trung Cộng. Bắc Kinh đã dàn dựng một loạt các cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan. Và vào hôm thứ Hai 15 tháng 4, các chiến đấu cơ cũng như các tàu quân sự của Đài Loan đã theo dõi một nhóm chiến đấu cơ đại lục, bao gồm cả dòng Sukhoi 30 và Chiang 11. Nhóm máy bay này bay qua đảo từ bờ biển phía nam Trung Cộng trên đường tới các cuộc tập trận quân sự ở Tây Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết là hầu hết các chiến đấu cơ PLA đã trở lại đất liền sau cuộc tập trận. Tin nói về Hoa Kỳ áp đặt chế tài mới lên Cuba, Venezuela. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư đã áp đặt chế tài mới cũng như các biện pháp trừng phạt khác nhắm vào Cuba và Venezuela, tìm cách gia tăng áp lực của Hoa Kỳ lên Havana nhằm buộc Cuba chấm dứt hỗ trợ dành cho Tổng thống xã hội chủ nghĩa của Venezuela là Nicolas Maduro. Nói chuyện với một nhóm người Cuba lưu vong ở Miami, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là John Bolton nói rằng Hoa Kỳ đang bổ sung các chế tài nhắm vào các cơ quan quân sự và tình báo của Cuba, bao gồm một hãng hàng không thuộc sở hữu của quân đội, và thắt chặt những hạn chế du hành cũng như mậu dịch đối với đảo quốc này. Phát biểu của ông Bolton theo sau thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư cho biết rằng Hoa Kỳ đang dỡ bỏ một lệnh cấm lâu nay để đối với việc công dân Hoa Kỳ đệ đơn kiện các công ty nước ngoài sử dụng tài sản bị chính quyền Cộng sản Cuba tịch thu kể từ cuộc cách mạng của Fidel Castro năm 1959. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao nói quyết định này của Tổng thống Donald Trump có thể mở ra hàng trăm ngàn vụ kiện tụng có giá trị hàng chục tỷ đô la. Nhưng quyết định đã thu hút chỉ trích nhanh chóng từ các đồng minh châu Âu và Canada là những nước có các công ty có lợi ích đáng kể ở Cuba. Chính phủ Cuba có thể gặp trở ngại trong nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài mới, lên án đây là một cuộc tấn công vào luật pháp quốc tế. Và nhằm mục tiêu vào Venezuela, ông Bolton nói Hoa Kỳ đang áp đặt các chế tài đối với ngân hàng trung ương của nước này, hạn chế các giao dịch của Hoa Kỳ và cấm ngân hàng có được đô la Mỹ. Ông mô tả ngân hàng trung ương Venezuela đóng vai trò thiết yếu giúp cho ông Maduro bám lấy quyền lực. Và sau đây, bản tin tiếp theo nói về Nam Hàn có thể sẽ hợp tác với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Cộng. Tổng thống Nam Hàn là Moon Jae-in vào ngày thứ Ba 16 tháng 4 đã bắt đầu chuyến công du Trung Á dài một tuần nhằm kêu gọi ủng hộ cho các dự án năng lượng và giảm bớt sự phụ thuộc của Nam Hàn vào Hoa Kỳ và Trung Cộng, thưa quý vị. Tuy nhiên, trong lúc Tổng thống Moon muốn bảo vệ Seoul
tránh khỏi xung đột Mỹ-Trung. Các kế hoạch của ông tại vùng Trung Á lại có thể khiến cho Nam Hàn dính líu vào sáng kiến vành đai và con đường của Trung Cộng. Trong cuộc họp với các lãnh đạo Kazakhstan, Uzbekistan và Turkmenistan từ ngày 16 đến 23 tháng 4, thưa quý vị, thì Tổng thống Moon sẽ vận động cho chính sách Tân phương Bắc một kế hoạch kinh tế với mục tiêu sau cùng là kết nối Nam Hàn với mạng lưới đường ống khí đốt tự nhiên tại Turkmenistan và Nga, hệ thống đường sắt còn lại của lục địa Á-Âu. Tình hình chính trị bất ổn tại Trung Á sẽ khiến cho Tổng thống Moon phải cần nhiều đối tác giúp tài trợ cho kế hoạch của ông. Và sáng kiến vành đai con đường Trung Cộng có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất do cả hai kế hoạch có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, Nam Hàn có thể sẽ gây mất lòng đồng minh Hoa Kỳ nếu tham gia quá nhiều vào dự án của Trung Cộng. Sau qua bản tin nói về thành viên nữ sẽ góp mặt trong các cuộc đàm phán hòa bình Afghanistan. Thưa quý vị, vào hôm thứ Hai ngày 15 tháng 4, trước vòng họp mới nhất nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Afghanistan, người phát ngôn chính của Taliban cho biết các thành viên nữ sẽ lần đầu được đưa vào phái đoàn Taliban với đàm phán hòa bình ở Qatar trong vòng tháng này. Đối với một nhóm vừa khét tiếng về thái độ bảo thủ nghiêm ngặt đối với quyền của phụ nữ, thì hành động này của Taliban thể hiện một bước hướng tới việc giải quyết các yêu cầu cho phép phụ nữ tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm đặt nền móng cho một giải pháp hòa bình trong tương lai. Cuộc họp vào ngày 19 đến 21 tháng 4 tại Doha sẽ diễn ra giữa Taliban và một phái đoàn gồm những người Afghanistan nổi tiếng, bao gồm các chính trị gia đối lập và các nhà hoạt động xã hội dân sự. Cuộc họp này sẽ là phần tiếp diễn sau các cuộc đàm phán tương tự giữa hai bên Moscow hồi tháng 2. Trong một dòng tweet, ông Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên chính của Taliban, nêu rõ rằng các thành viên nữ sẽ chỉ tham gia các cuộc thảo luận với các đại diện chính trị và xã hội dân sự của Afghanistan, chứ không tham gia vào các cuộc đàm phán chính với các viên chức hòa bình, đặc biệt của Hoa Kỳ. Tức phái đoàn do ông Jamie Khaliza dẫn đầu, thưa quý vị. Và đó là phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép tạm ngừng trong giây lát. Sau một vài thông tin thương mại, Ngọc Thủy sẽ trở lại ngay với quý vị trong phần tin Hoa Kỳ.